Chương trình thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Điện xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào chú Điện. Vâng, chào cô Vân Anh, chào quý khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và một lần nữa ông Đỗ Như Điện là một trong những thành viên điều hành của Đài Phát thanh Đáp lời sông núi. Đài Phát thanh Đáp lời sông núi được phát thanh về Việt Nam hàng đêm từ 9:30 cho đến 10 giờ đêm. Trên băng tầng 1503 kilo chu kỳ, và tại Hoa Kỳ quý vị cũng có thể theo dõi Đài Phát thanh Đáp lời sông núi bằng cách là quý vị gọi điện thoại và vào cái trang nhà mà chúng tôi có trên màn ảnh. Cảm ơn cô Vân Anh đã nhắc và mong quý vị nghe và hưởng ứng cho chúng tôi những ý kiến khi quý vị nghe đài. Yeah. Vâng, thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 7 vừa qua thì tòa trọng tài thường trực La Hê đã phán quyết về tình hình Biển Đông, về cái việc mà Phi Lập Tân đã thưa kiện Trung Quốc. Và để hiểu rõ hơn chi tiết về việc này, chúng tôi xin mời quý vị hãy nghe sự trình bày của ông Đỗ Như Điện. Thưa ông, có thể cho biết là cái chi tiết làm sao dẫn đến cái sự phán quyết như thế này, là tức là nước Phi Lập Tân họ đã kiện Trung Quốc như thế nào? Vâng, cô Vân Anh và thưa quý khán giả, chúng ta biết rằng vấn đề Biển Đông là một vấn đề tranh chấp giữa 5 quốc gia. Trong ấy, Việt Nam là quan trọng nhất. Phi Luật Tân, Malaysia, Brunei, Trung Cộng. Thì trong đó có một vấn đề mà chúng ta nghe đi nghe lại, tức là Trung Cộng vẽ một cái đường gọi là đường lưỡi bò. Lưỡi bò, dạ. Tức là cái đường mà trước đây nó là 11 cái khúc cắt, thì tôi gọi là 11 cái khúc đó. Thì sau này họ bỏ đi hai cái khúc là giữa Bắc Việt, trong cái vịnh Bắc Việt đó, tức là giữa vùng mà Hà Tĩnh với đảo Hải Nam. Thì sau nó còn 9 đoạn, tức là 9 đoạn cắt khúc. Thì cái đường lưỡi bò này đó, nó chiếm đến 90% diện tích của Biển Đông. Yeah. Tức là nó chồng lấn vào cả vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, của Malaysia, của Philippines, Brunei. Đó. Thế thì cái chuyện này đã tranh cấp từ bao nhiêu năm qua. Và đặc biệt những năm gần đây thì nó càng nóng. Do đó mà năm 2012 thì Trung Cộng đã dùng quân đội đó để chiếm cái bãi cạn Scarborough, tức là Việt Nam mình gọi là Hoàng Nham. Thì trên cái bãi cạn đó có một cái tàu cũ của người Phi Luật Tân, bởi cái đó là cái gần ranh giới Phi Luật Tân. Yeah. Và dân người ta đánh cá chỗ rất là nhiều hải sản. Và bây giờ Trung Cộng ngăn không cho người dân Phi Luật Tân tới đó đánh cá. Và vì vậy Tổng thống Phi Luật Tân lúc đó là Tổng thống Aquino đó, ông ấy đi kiện. Ông ấy năm 2013 thì ông đã đâm đơn kiện Trung Cộng trên 15 điểm khác nhau. Thế thì khi mà đưa đơn kiện ở cái tòa gọi là tòa trọng tài quốc tế đặt tại La Hay, Hòa Lan, thì Trung Cộng nói rằng cái tòa ấy không có thẩm quyền. Do đó, thứ nhất là Trung Cộng không thèm tham gia vụ kiện. Thứ hai là Trung Cộng nói rằng là nếu có phán quyết, chúng tôi cũng không thèm nghe, bởi vì tòa đó không có thẩm quyền. Thế thì trong 3 năm qua, tòa đó vẫn tiến hành vụ kiện. Và cho đến ngày 12 tháng 7 vừa rồi, thì cái phán quyết của tòa, nó đã gọi là toàn bộ phán quyết đó, trong cái 15 điểm mà Philippines kiện đó, thì Philippines thắng 14 điểm rưỡi. Chỉ có một điểm, tức là nó có vấn đề va chạm quân sự, thì nó không thuộc cái thẩm quyền của tòa, thành ra tòa không phán quyết chi tiết. Thế thì trong cái những cái điểm đó, nó rất là quan trọng ở cái chỗ nào. Thứ nhất là tòa trọng tài xét rằng cái đường mà Trung Cộng vẽ đường lưỡi bò đó, nó không có giá trị. Mà từ xưa đến giờ thì họ nói rằng họ có chủ quyền trên toàn cái vùng đó, tức là lấn hầu hết 90% biển. Thì tòa trọng tài phán quyết rằng cái đó nó vô giá trị. Đó là cái điểm lớn nhất và quan trọng nhất, mà cũng là cái đau nhất của Trung Cộng. Trung Quốc. À. Thì tại sao mà tòa đưa ra cái quyết định đó? Tòa án họ nói rằng là dựa vào lịch sử mà Trung Cộng nói rằng chúng tôi đã có cái quyền gọi là sở hữu từ mấy nghìn năm trước rồi. Thì tòa nói rằng là quả thật dân chài của Trung Cộng cũng có ra đánh bắt, và cũng tàu bè của Trung Cộng cũng có đi lại trong đó.
nhưng anh không có bất cứ một cái gì anh chứng minh là anh có chủ quyền. Ừ. Trong khi cũng vùng biển đó có vô số những ngư dân khác, những tàu bè khác qua lại, thì anh không thể nói rằng một cái chuyện giữa trời giữa đất như vậy mà anh có chủ quyền được. Thành ra tòa bác cái đó. Từ căn bản bác cái đó thì nó mới đưa ra những cái căn bản khác, thấy không? Thế thì sau cái vụ mà sau cái điểm thứ nhất là cái đường lưỡi bò mà Trung Cộng vẽ vô giá trị nhé, mà chúng ta biết rằng trong lịch sử đó, thì cho tới năm 1912, tức là cách đây gần 100 năm, gần 100 năm, thì tất cả các bản đồ của Trung Cộng ấn hành ở trong nước đều cho thấy rằng cái điểm cuối cùng của lãnh thổ Trung Hoa là đảo Đài Nam mà thôi, đảo Hải Nam mà thôi, không hề có những cái gì dưới cái đó nữa. Còn về những điểm khác thì thứ nhất là Trung Cộng nói rằng là cái đảo cũng như là cái đảo, bởi vì khi mà Phi Luật Tân kiện đó thì nó chỉ dính tới đảo Trường Sa thôi, nó không đụng tới đảo Hoàng Sa. Đấy, đó là vấn đề. Thế thì vì cái đường lưỡi bò nó trùm cả đảo Hoàng Sa lẫn đảo Trường Sa, vì vậy trong cái phán quyết này người ta mới đi vào những cái chi tiết, nó nhiều chi tiết lắm. Bởi vì cái tài liệu nó hơn 500 trang lận. Nhưng mà những cái chi tiết này tôi xin tóm tắt. Thứ nhất là tòa nghiên cứu thì xem tất cả những cái đảo ở trên cái đảo Trường Sa đó có cái nào được gọi là hải đảo để có cái đặc quyền kinh tế, hay là có cái lãnh hải 12 hải lý hay đặc quyền kinh tế 200 hải lý hay không. Muốn có cái đặc quyền kinh tế 200 hải lý thì trên cái đảo ấy, thứ nhất nó phải là đảo tự nhiên. Thứ hai nó phải tự sống, tức là nó có đủ nước, nó có đủ các cái nguồn sinh sống cho cư dân và người ta sống trên đó được, không cần phải đi mua ở các nơi khác đem lại. Thì tất cả những cái đảo ở trên Trường Sa không có cái đảo nào có được cái tiêu chuẩn đó. Thấy chưa? Và vì vậy nếu có những cái nào mà họ đóng giữ đó mà nó không trong cái điều kiện đó thì đừng có nói chuyện rằng cái anh đòi cái lãnh hải 200 hải lý. Mà lãnh hải 200 hải lý hay là cái lãnh hải 12 hải lý là cái gì? Là người ta tính rằng khi mà nước thủy triều xuống thấp nhất thì từ cái mép nước đó đi ra 12 hải lý, tức là cái đặc quyền về lãnh hải. Còn nếu mà đặc quyền kinh tế đó thì từ cái mép nước mà khi nó cạn xuống đó, thủy triều khi xuống thấp nhất tính ra 200 hải lý thì nó là đặc quyền kinh tế. Chẳng hạn Việt Nam là cái bờ biển của Việt Nam, khi mà nước thủy triều nó xuống thấp thì từ đó mình đi ra 200 hải lý thì nó thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Do đó Việt Nam có chủ quyền khai thác mà không có quốc gia nào có quyền động, trong khi anh Trung Cộng là anh bao trùm hết. Thấy chưa? Thành Phi Luật Tân họ kiện cái vụ đó thì tòa trọng tài căn cứ vậy thì phán rằng không có cái đảo nào ở trên cái đảo Trường Sa là có cái điều kiện để sinh sống, mặc dù trong có một cái đảo Ba Bình mà Đài Loan chiếm. Thì họ có đưa, nó có chỉ có chưa được 1 km², thì họ đóng người ở đó và họ có làm ở đó. Nhưng mà bây giờ vì cái phán quyết của tòa trọng tài này, do cái đảo Ba Bình đó cũng không đủ cái điều kiện để trở thành một, thành ra anh Đài Loan cũng điên đầu lên và vì vậy cũng quay lại chống. Thế thì cái phán quyết đưa ra thì tất nhiên Phi Luật Tân vui, nhưng mà anh Trung Cộng bực và anh Đài Loan cũng bực, là vì anh Đài Loan nói rằng chúng tôi có cái đảo và có dân sống ở đó thì tức là chúng tôi có cái quyền 200 hải lý, đúng không? 200 hải lý, đặc quyền kinh tế 200 hải lý, nhưng mà bây giờ tòa nói tất cả những cái đảo ở Trường Sa đều không có cái điều kiện đó. Đó là cái thứ nhất, cái nguy hiểm thứ nhất mà coi như Trung Cộng thua nhé. Cái điểm quan trọng thứ hai là Trung Cộng áp lực, cái là trận ngăn cản người dân Phi đánh cá trong cái vùng biển đặc quyền kinh tế của Phi. Thì tòa trọng tài nói rằng cái đó là vi phạm luật. Cái vi phạm rất là quan trọng. Tức là cái bãi Scarborough đã vậy, còn tất cả cái vùng nào mà nó thuộc về đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân mà anh vi phạm thì đó là anh đã vi phạm luật
của cái luật biển. Đó. Cái điểm thứ tư quan trọng nữa là khi mà những cái đảo mà nửa chìm nửa nổi đó, tức là khi thủy triều xuống thì nó nhô lên và khi thủy triều lên thì nó ngập đi. Bây giờ anh bồi đắp lên và anh làm 7 cái đảo nhân tạo thì cái đó là anh đã vi phạm luật biển, tức là anh thay đổi cái hiện trạng tự nhiên của nó. Cái điểm này quan trọng. Và cái điểm này nó kéo theo một cái điểm quan trọng mà trong cái phán quyết của trọng tài quốc tế họ đưa ra, đó là khi mà anh đã làm như vậy, tức là anh phá hủy cái rạn san hô bằng cách là anh phét biển để bồi đắp lên. Và bây giờ trong 7 cái đảo mà Trung Cộng bồi đắp đó không được nhìn nhận là cái thực thể, bởi vì nó thiên nhiên, nó là cái đảo nửa chìm nửa nổi. Rồi, cái quan trọng hơn nữa là các tàu bè của Trung Cộng đã đánh bắt bất hợp lệ và phá hoại cái rạn san hô ở vùng biển đó. Mà cho đến bây giờ có nhiều nhà báo và bên của chú đó có đưa ra một cái open letter. Thì người ta ước tính rằng nếu tính theo cái mà phá hủy cái rạn san hô mà Mỹ đã phải đền cho Phi Luật Tân khi làm hỏng một cái chỗ đó, thì cái Trung Cộng phải đền cho Phi Luật Tân vào khoảng 170 tỷ. Wow. Yeah. Không? Vâng, như vậy thì với cái phán quyết này thì cái thái độ của chính quyền Việt Nam như thế nào, và cũng như là cái thái độ của quốc tế? Trước nhất thì trước khi mà cái tòa án ra phán quyết thì Trung Cộng đi vận động khắp thế giới, đút tiền vận động để cho các quốc gia gọi là nghiêng về cái lập trường của Trung Cộng, tức là cái này của Trung Cộng từ xưa rồi. Tòa án có phán quyết gì phán quyết, chúng tôi nhìn nhận đó là của Trung Cộng. Nhưng mà khi mà tòa án trọng tài đưa ra thì một số quốc gia mặc dầu đã nể Trung Cộng và nghĩ rằng đồng thuận với Trung Cộng cái điểm đó thì không lên tiếng nữa. Trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới vô tư thì người ta nói rằng cái phán quyết này là có giá trị. Và cộng đồng quốc tế phải nhìn nhận rằng đây là một cái án lệ mà không thể thay đổi được, bởi vì cái vị trí của tòa án trọng tài quốc tế là được cả thế giới nhìn nhận. Còn bây giờ anh Trung Cộng là một nước phủ nhận, tức là anh bất chấp cái luật quốc tế. Vì cái đó là anh Trung Cộng mất mặt nhé. Rồi bây giờ những cái quốc gia mà theo cái con đường đó là Nga. Yeah. Nga là đi theo cái lập trường đó, là vì Nga muốn chống Mỹ, là vì Mỹ chuyển trục qua Á Châu, thì đó là những chuyện khác. Thế thì trở lại Việt Nam, lẽ ra là Việt Nam phải lên tiếng và nhìn nhận cái phán quyết này có giá trị và yêu cầu Trung Cộng phải thi hành cái phán quyết này. Thì Trung Cộng Việt Nam không dám nói, chỉ nói rằng đây là cái phán quyết, nghĩa là đúng, nhưng mà không dám nói Trung Cộng là Trung Cộng phải thi hành phán quyết. Đó là một cái điểm mà trước đây có lẽ chúng ta cũng đã nói rồi ở trên đài này, là vì lẽ ra Việt Nam là cái nước thiệt hại nhất, và nhờ cái phán quyết này tại sao Việt Nam không đi kiện. Bởi vì rõ ràng là Việt Nam bị Trung Cộng dùng vũ lực để chiếm cái đảo Hoàng Sa năm 1974 nhé. Rồi chiếm cái đảo Gạc Ma và những đảo khác năm 1988 nhé, dùng vũ lực. Thì tại sao mày không kiện? Rồi tàu bè của Việt Nam ra đánh cá là bị Trung Cộng chặn và đâm chìm. Và cho đến bây giờ ngư dân Việt Nam cũng không đánh cá trên biển được. Thì tại sao Việt Nam đi kiện? Là vì Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Cộng là họ gắn bó với nhau. Do đó cái vị thế của Việt Nam nó hết sức là thiệt thòi cho đất nước mình. Thế thì nói tới các quốc gia khác, thì tất nhiên là bây giờ các quốc gia khác trong vùng đó thấy cái chuyện đó. Nhưng mà có một cái điểm là cái điểm rất đáng quan tâm là cái ông tổng thống mới của Phi Luật Tân. Nhân chuyện này thì tôi cũng thưa Vân Anh và thưa quý khán giả, cho đến giờ phút này thì có vẻ như là cái mối bang giao Mỹ Phi rất là bấp bênh. Ông Duterte, tức là tân tổng thống của Phi Luật Tân đó, trong những ngày vừa qua đã tạo cho người ta thấy rằng là rõ ràng
ông này chống Mỹ. Nói thẳng là như vậy. Thứ nhất là ở cái hội nghị Asian, thượng hội đồng hội nghị ở Asian đó, ở tại Lào, thì ông tổng thống Duterte đã dùng một cái câu rất là hỗn láo, đã gọi tổng thống Barack Obama là đồ chó đẻ. Ông dùng cái tiếng Mỹ là son of bitch. Thì vì vậy cái cuộc hội nghị mà giữa hai tổng thống bên lề hội nghị Asian đó bị hủy bỏ. Nhưng mà ông về nước thì ông nói là ông chủ động hủy bỏ chứ không phải ông Obama chủ động hủy bỏ. Rồi gần đây thì ông nói là bây giờ Phi Luật Tân đó sẽ đàm phán gọi là song phương với Trung Cộng. Mà điều này là đi ngược lại những cái cam kết giữa các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Bởi vì khi tranh chấp ở Biển Đông thì các quốc gia có liên hệ muốn là vấn đề này phải là vấn đề đa phương. Tức là không phải một mình Phi Luật Tân, một mình Việt Nam, mà tất cả các quốc gia có tranh chấp phải ngồi chung với nhau để mà đàm phán với Trung Cộng. Thì anh Phi Luật Tân bây giờ đó, anh bảo không, tôi với anh Tàu nói chuyện riêng. Đó là một cái điểm rất là nguy hiểm. Và ngày hôm qua đây, ông này còn nói rằng là ông ấy chấm dứt tất cả mọi chuyện gọi là tuần tra chung với Mỹ. Và vì vậy, ngay lập tức ông nói xong thì bên Nhật nói liền là chúng tôi sẽ đi tuần tra chung với Mỹ. Cái điểm nữa là tuần trước thì ông Duterte ông muốn, cái là ông nói rằng bây giờ những người của cái Special Force, tức là cái lực lượng đặc biệt của Mỹ mà tới huấn luyện cho quân đội Phi để mà chống lại những cái đám quá khích cho Hồi giáo ở Nam Phi Luật Tân á, thì ông bảo bây giờ những người đó phải ra đi. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy rằng nếu ông Tổng thống Phi Luật Tân cái cách này mà nghiêng về Trung Cộng thì giữa cái bang giao ở Mỹ, bởi Mỹ với Phi là đồng minh quân sự, và năm 2014 thì Phi Luật Tân đã cho Mỹ thuê lại 5 cái căn cứ để Mỹ chuyển các cái khí tài quân sự qua để mà gọi là quân bằng cái quân sự ở Á Châu. Thì bây giờ nếu ông Tổng thống Phi mà làm như vậy thì cái cán cân quyền lực nó thay đổi và cái cục diện Á Châu sẽ, đặc biệt là Biển Đông, sẽ rất là khó. Và như vậy Trung Cộng sẽ thắng thế trong cái vấn đề này. Vâng, cảm ơn quý vị, cảm ơn ông Đỗ Duy Điện. Thưa quý vị, với phán quyết của Tòa án trọng tài vừa qua thì không biết là nó có làm giảm thiểu cái sự căng thẳng giữa Trung Quốc trong tình hình Biển Đông trong những ngày sắp tới như thế nào, không, phải không chứ? Không giảm. Không giảm mà nó sẽ tăng. Wow. Một mặt là Trung Cộng nhất quyết không thi hành cái phán quyết đó. Yeah. Trong khi ấy cả thế giới là muốn Trung Cộng phải thi hành. Và nếu Trung Cộng nhất quyết không thi hành thì chuyện gì xảy ra? Nếu ngay nay mai, tôi giả thử thôi, nay mai ông Phi Luật Tân ông ấy bắt tay với Trung Cộng, nói ok bây giờ anh với tôi giải quyết vấn đề Biển Đông này đó, là giữa tôi với anh thôi, còn các quốc gia kệ nó, thì Việt Nam sẽ đứng ở đâu? Malaysia, Nam Dương, rồi thì Brunei sẽ như thế nào? Thì đó sẽ tạo ra một cái mới. Và như vậy cái hình ảnh của cái vùng Biển Đông nó sẽ trở lên bất ổn. Và như vậy cái quyền lợi của cả thế giới, tức là của Mỹ cũng như của cả thế giới, cái tuyến hàng hải đó là một cái tuyến hàng hải nó rất là quan trọng, bận rộn nhất trên thế giới, sẽ bất ổn. Và như vậy, một là có thể sẽ xảy ra chiến tranh, hai nữa là nó sẽ bất ổn về rất nhiều lĩnh vực. Và như vậy cái kế hoạch chuyển trục của phía Mỹ phải xét lại hết. Vâng, và ảnh hưởng như thế nào trực tiếp với đất nước Việt Nam của chúng ta? Chúng ta hãy chờ xem. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.